Hello mọi người, bữa nay mình sẽ thử ăn cái củ này. Nó lạ nha, cái người bán nói với Tiên á, này là cái củ củ niễn. Nhưng mà Tiên thì Tiên nhìn thấy nó y chang như là cái cây sả của mình luôn á mấy bà. Nè, y chang như cái cây sả luôn nhưng mà nó bự. Bây giờ mình sẽ ăn trải nghiệm thử nha. Lần đầu luôn á. Bây giờ mình sẽ lột nó ra nha. Tôi thấy người ta ăn giòn, y chang như cái cây sả của mình luôn nhưng mà cái phiên bản của nó bự. Cứng dữ ta. Nó cứng bà ơi. Chưa có nghe được cái mùi gì đặc trưng đó chứ. Rồi thử nha, bây giờ mình sẽ chấm với cái muối ớt. Tôi thử coi nó như thế nào. Nó ở trong nó xốp xốp. Tuy là nó giòn nhưng mà nó xốp xốp vậy mấy bà. Lạ ta. Nó không có cái mùi gì chứ mấy bà. Nhưng mà ăn thì nó giòn nha. Nó giòn. Nó được cái là rất giòn. Ở trong nó vẫn xốp nha. Không có mùi gì đặc trưng cho mấy bà ơi. Không có mùi vị đặc trưng hết, chỉ được cái giòn thôi. Để tôi coi coi nó giống cái gì để tôi có thể diễn tả cho mấy bà dễ hình dung ta. Nó không có cái mùi vị gì đặc biệt hết, nó giống như là giống gì ta, nó không giống gì hết trơn, mà nó cũng không có chua, không có ngọt, không có gì hết. Nó chỉ được cái là nó giòn và nó hơi bột bột. Không giống gì hết. Nó bình thường lắm mấy bạn. Nó bình thường, nó không có gì đặc trưng hết trơn. Không có cái gì để mình có thể mình lưu luyến hết mấy bạn. Trải nghiệm thử cho biết thôi. Chứ nó không có cái gì đặc biệt hết á. Không có mùi vị gì mà đặc trưng hết. Cũng không có quá ngon nữa mấy bạn. Không có ngọt luôn nữa. Này, ví dụ mà nó có cái vị ngọt á thì nó sẽ giống củ sắn nhưng mà nó không có ngọt, cho nên là nó bình thường. Ăn giải trí, ăn chơi thì được, hoặc là bây giờ mình sẽ đem vô mình xào thịt bò hoặc là xào tôm mình ăn thì được nha. Chứ mà nếu mà ăn không giải trí thì tôi thấy nó cũng không có gì quá đặc sắc hay là hấp dẫn đâu.